Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và mình là Quỳnh Phương. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị một cái món ăn ngon từ mì căn, đơn là giản dễ làm cho những ngày ăn chay hết quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Trước tiên thì Quỳnh Phương chuẩn bị là 3 cây mì căn. Mì căn này tại vì mình mua về mình để vô tủ lạnh á, khi nào ăn á mình lấy xả đông ra, mình mới lấy ra mình ăn á quý vị, nên mình phải luộc lại ha, cho cái cọng mì căng nè nó dai ngon, nó mềm đều hết thứ quý vị đó. Thì mình luộc khoảng 5 phút là được rồi, trong nước sôi ha. Rồi cái cọng mì căng của mình bây giờ nó rất là mềm đều và rất là ngon, dai ngon luôn quý vị. Rồi nè, nó rất là dai luôn. Rồi sau khi mà gấp mì căng ra, chúng ta để nguội chút xíu thứ quý vị, sau đó thì chúng ta sẽ cắt ra, cắt thành những cái miếng nhỏ nhỏ nè quý vị. Mì căn rồi có quý vị kêu là hủ heo chay nữa đó quý vị, nó nhìn rất là hấp dẫn ha. Mình cắt thành những cái miếng vừa ăn rồi đó, quý vị cũng có thể dùng dao cắt cũng rất là dễ. Sau đó mình sẽ ướp ở đây là bột chiên giòn đó quý vị, hơn nửa muỗng bột chiên giòn là được rồi ha. Nếu quý vị không ướp thì chúng ta có thể để cho thiệt ráo rồi chúng ta mới đem chúng ta chế biến ha. À, tại vì để nè mình ướp bột vô á nó sẽ khô, mình dễ chế biến hơn quý vị. Rồi sau đó thì mình chuẩn bị ở đây có củ hành tím nè, tỏi nè, ớt, gốc hành. Trước tiên thì mình sẽ đi băm tỏi hết quý vị. Rồi băm tỏi thì mình phải đập cho tỏi dập 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 ra, sau đó mình mới cắt nhỏ nhỏ, nhỏ ra, sau đó mình mới băm hết quý vị. Rồi bây giờ mình để tỏi qua một bên nè, tỏi băm thiệt nhuyễn luôn ha. Tiếp theo là phần gốc hành. Gốc hành thì xài khoảng 2-3 gốc, nếu không thì quý vị sử dụng hành bao rô cũng được. Đó, thì chúng ta cắt nhỏ ra vừa vừa. Vì của hành tím á, thì mình sử dụng hơi nhiều nhiều xíu quý vị. Thì tùy quý vị thích ăn ít hay nhiều thì chúng ta sẽ làm ha. Mình đây mình sử dụng chắc khoảng 7-8 củ gì đó. Nếu quý vị không thích sử dụng củ hành tím thì có thể sử dụng cái củ hành lớn cũng được ha. Rồi thì chúng ta cũng cắt hạt lựu ra luôn, chúng ta không có băm nhuyễn hay cái gì mà chúng ta cắt hạt lựu nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi bây giờ mình để riêng qua một bên hết quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt chảo lên để bắt đầu chúng ta chiên. Đó, chúng ta để nhiều nhiều dầu xíu hết quý vị, khoảng 4-5 muỗng gì đi. Chúng ta chiên cái phần mì căn ha. Thì đợi dầu nóng thì chúng ta bỏ vô chiên. Dầu cũng vừa vừa thôi, đừng có nóng quá hết quý vị. Rồi bây giờ chúng ta bỏ vào. Nếu quý vị mà để mới luộc ra xong cắt ra liền á mà nó còn ướt á, quý vị để vô chiên nó văng dầu dữ lắm hết quý vị. Chúng ta nên để cho nó ráo hoặc là ướp một xíu bột chiên giòn vô. Đó, chúng ta chiên nó sẽ ít bị dăng và chiên nó ngon nữa. Rồi thì chúng ta cứ đảo đều ha, cứ đảo đều. Đó, mì căn mình nó hơi vàng vàng rồi nè. Đó, chúng ta đợi nó vàng giòn ngon như thế này đây thì chúng ta sẽ gấp nó ra luôn. Chiên cũng rất là mau. Rồi giờ chúng ta cho nó ra dĩa hết đó quý vị. Vậy cái phần dầu còn lại trong chảo thì nếu quý vị nào mà không thích ăn dầu nhiều á thì chắc ra bớt còn khoảng 1-2 muỗng dầu trong đây là được. Nếu không thì chúng ta để luôn cũng được hết quý vị, cho nó béo béo cũng rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho tỏi vào phi cho nó thơm, mà mới cho củ hành vào nè, gốc hành vào luôn hết quý vị. Thì cái phần ớt á, quý vị nào thích ăn cay nhiều hả, băm cái ớt bỏ vô đây. Còn nếu không thì một lá chúng ta sẽ dùng một ớt hết quý vị cũng được luôn. Rồi chúng ta cứ xào cái phần củ hành tím này nó thơm thơm lên đi, là thấy thơm thơm là được rồi quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị những cái gia vị để chúng ta nêm nếm. Gia vị thì cũng đơn giản thôi đó. Mình sẽ nước tương ha, thì khoảng một muỗng nước tương trước này quý vị. Rồi tiếp theo là quý vị chuẩn bị cho mình
muối á thì tùy ha. Đó, mình để nửa muỗng trước đi, ít ít trước đi, nhưng lát mình để các bạn thấy hơi nhạt thì có thể cho thêm, nếu mà để nhiều quá mà lỡ mặn thì chúng ta khó chỉnh lắm quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm một muỗng đường, không, một muỗng đường thấy quý vị. Rồi giờ chúng ta xào sơ lên cái nè, cho cái phần củ hành này nó mềm hết luôn. Rồi đó các bạn xem nè, đó bây giờ nó bốc mùi lên rất là thơm luôn đó quý vị. Bây giờ mình sẽ cho nửa chén nước vào ha, rồi chúng ta tiếp tục cho đun như lửa lớn cho nó sôi lên đó quý vị. Rồi lúc này quý vị chuẩn bị cho mình xíu tương ớt nữa nha, để tương ớt vô cho nó thơm, nó hơi cay cay nhẹ. Đó, cái món này là cái món mì căn rim cay nên không thể nào mà thiếu ớt ha. Ớt thì mình sẽ cho thêm một ớt nè, quý vị không thích thì có thể cho ớt trái cũng được, nhưng mà cái màu thì nó sẽ không đẹp bằng đó quý vị. Mình sẽ cho ớt bột Hàn Quốc, đó, một xíu nó lên cái màu nhìn rất là hấp dẫn. Nào quý vị xem nè, đó cái màu đỏ đẹp hết quý vị. Đó, thì chúng ta để cho nó nước nó hơi kẹo kẹo lại chút xíu. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cho cái phần mì căn vào. Rồi chúng ta xào sơ ha. Đó, chúng ta để chúng ta rim cho nó thấm hết cái gia vị vào cái mì căn nè. Đó, cái cay thơm thơm rất là ngon quý vị xem nè. Đó, tương đối mình hoàn thành rồi đó quý vị. Cái này chúng ta ăn với rau sống hay là bún gì đều rất là ngon quý vị. Rồi vậy là cơ bản kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà đã chia sẻ xong cho tất cả quý vị và các bạn cái món mì căn rim cay thơm ngon. Và sau khi mà chúng ta đã đem ra dĩa trình bày đó quý vị, đó chúng ta thêm một ít mè lên ha, mè lên trên nè. Đó, mè thì chúng ta rang trong lửa nhỏ cho nó thơm thơm lên, rồi thì chúng ta hãy rải lên ha quý vị. Đó, món này ăn với bún khô, bún xào ha, đó, hay là cơm trắng ha, đều rất là bắt luôn. Rồi Quỳnh Phương món ngon tại nhà xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn luôn ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.